Ủy ban nhân dân thành phố Hội An phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố vừa sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố Hội An năm 2023, triển khai kế hoạch phối hợp năm 2024, đồng thời thông qua quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố giai đoạn 2023-2028. Trong năm, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp theo đúng nội dung quy chế và chương trình phối hợp đã ký kết. Nhiều nội dung trong công tác đã được thực hiện hiệu quả như tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, tham gia xây dựng các dự thảo văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ lợi ích của công nhân viên chức lao động. Phát động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Qua phong trào thi đua đã có 52 tập thể và 61 cá nhân tiêu biểu đạt nhiều thành tích cao được đề nghị các cấp khen thưởng. Ủy ban dân thành phố luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí để liên đoàn lao động có thêm các điều kiện tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân viên chức lao động. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028.